chờ hai vợ chồng mình đang đi xe xuống đi chơi. Ôi đẹp quá, tuyệt vời. Hello my driver. Xin chào các bạn. Trên đường đi đến Tú Lệ thì mình đi ngang qua một cái làng này. Thì ở đây gọi là bản gì hả anh? Bản Búng Xổm. Thì ở đây có nguyên một cái con đường luôn. Thì các cái gia đình làm cốm tươi rất là ngon. Đây nè, nhìn ở đây chị đang làm đây. Đó là cốm tươi làm từ nếp non chị nhờ. Đó, nếp non ở đây là đang làm luôn nè. Ở bên đây chỉ có một đây, làm xong rồi để trong này để bán cho khách. Đấy. Còn bây giờ chị đang cái này gọi là ở người miền Trung gọi là sẩy, nhưng mà em không biết là ở đây thì mình gọi là cái gì cái động tác này. Đúng là sẩy. Sẩy luôn đúng không ạ? Dạ. Người Thái thì gọi là phát. Phát. Dạ, đó. Phát khẩu. Người Thái thì gọi là phát khẩu, thế là chị người dân tộc Thái à? Vâng. Dạ. Ở đây là người chị ở đây là người Thái. Thì đây cốm rất là dẻo thơm ngon, mình ngồi ở đây mình nghe cái mùi thơm thích ghê luôn. À đấy, nó dẻo quá, đóng cục này các bạn nè. Đó. Đóng cục lại, bây giờ ngồi phải gỡ ra nha. Còn bây giờ mình sẽ đi quay một cái dãy đường này là nơi các anh các chị đang làm cốm cho các bạn xem nha. Đây. Nhà làm cốm. Đang mua cốm nha. Hello con gái. Con gái có biết làm cốm không? Ừ? Đi chơi thôi hả? Quá chừng luôn nè, ép chân không luôn hả anh? Dạ. Ồ, ngon quá nè. Ép chân không thì để ngoài được mấy ngày. Dạo cốm thơm ba bốn ngày thôi à? Em về Hà Nội em còn ở những hôm tuần nữa. À, Hà Nội thì nhà đi nguyệt. Tuổi tủ lạnh đó anh. Dạ. Ăn đá nhưng mà nó đang cho vài cỏ và ngăn đá. À vậy á. Dạ. Dạ vâng. Chào các bà các cô ạ. À. Mùa cốm thơm quá. Ôi. Dẻo nhờ, dẻo cái phải làm như thế cho nó tan ra, cho nó tơi ra. Dạ. Cháu đi quay một lúc đã. Quay một lúc phải giúp đỡ nhé. Dạ. Đây. Rồi cô làm cốm má đỏ hay hay nè, trời trời nắng á. Cái ngồi ngoài này nóng. Đấy, cốm này. Ngon ghê chưa? Làm tất cả đều thủ công ngon. Nếp nương Tây Bắc. Thơm. Dạ. Cái này nếp khoảng bao nhiêu ngày trước khi gặt thì mình có thể cắt để làm cốm? Hơn 2 tuần. Hơn trước 2 tuần. Tức là thay vì trước đó mình phải để 2 tuần nữa thì mình cắt là nếp già. Còn trước 2 tuần thì cắt là thành nếp nếp làm cốm. Đây đây làm nữa nè. Chiều quay trở lại mua. Các bạn ơi, bây giờ là mình đã đến Tú Lệ nha. Thì đây, đặc sản. Ôi, nắng chói quá. Đặc sản cốm dẻo Tú Lệ. Thơm ngon lắm luôn. Đấy, em trai đang làm nè. Ăn thử luôn, ăn thử luôn. Thơm ngon, thơm. Ngon quá em ạ. Ăn cả cục này hả? Đúng rồi. Ok. Ngon quá. Dẻo thơm ngon. Ôi giời. Cho được phê luôn. Được phê luôn à? Dễ thương như này. Ôi giời ơi, mất tiêu rồi. Ôi thế này là phê rồi. Em muốn cho mình ăn một bát to coi cho nó phê, nhưng mà mình thấy như thế này là phê rồi. Ngon quá. Ở đây nó có cốm xanh như này. Đúng rồi. Cái màu xanh này là tự nhiên hay là như nào em? Tự nhiên. Đấy. Làm từ. Ôi đúng phê thật. Sao mà cái cục đấy phê thế? Đấy, ăn thử đi. Ăn thử đi. Ăn ngồi ăn tới tối hết à. Chua gì. Ngon quá à. Trời ơi, ngon lắm luôn. Tay sạch lên đây. Ngon quá em ạ. À. Cái này đúng không? Nắm chặt. Càng nắm chặt càng sướng. Chị không nắm chặt, nắm chặt càng sướng à? Chị không nắm chặt được em ạ. À. À, ăn cái này nhá, để phê, để em ấy muốn mình phê. Đó. Phê thật sự luôn á. Ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, thịt mà đáng. Sức lao động, ngon quá. Đây. Đây là quán bán thịt nướng với lại xôi nếp. Cho em quay với chị.
Đây, một cái thúng xôi để trong này rất là nhiều lớp chanh mà lớp đầy đủ cả. Chị đi hai ngày nay ăn chim mạch. Đấy, xôi sẽ ra đấy. Ngon quá. Thơm lừng luôn. Rồi cho em quay qua cái nướng thịt với nhá. Thịt này là đã nướng sơ rồi nè, xong rồi sau đó sẽ khách tới là sẽ nướng thêm một lần nữa. Một cái bếp rất là truyền thống. Nướng bằng than củi. Trời ơi, quạt than như này ngon tuyệt vời luôn. Trời ơi. Rồi đây là một cái set của nhà mình đây. Thịt nướng và xôi nếp Tú Lệ. Ôi, ngon quá. Sẽ review cho các bạn xem nhé. Rồi các bạn ơi, bây giờ là hãy cùng mình thưởng thức xôi nếp Tú Lệ. Ăn với thịt nướng nha. Mở quạt xong lưng rồi đó. Ngon quá. Ăn xôi phải ăn bằng tay đúng không? Ngon quá. Mùi rất là thơm. Phải ngửi trước khi ăn. Đó. How is it my love? Điên quá, cái này bố hôm mới nhỏ cho. Nó nhỏ sức. Rất ngon. Rất rất ngon. Ngon quá. Chị bánh đón thì bánh đón đập tay. Chị ăn đón thì bánh đón đập tay. Chấm một miếng muối chấm chéo. Chúng ta còn xem một giờ mới để mà ăn. Ngon quá à. Hai đồng chí thấy ngon không? Ngon chả. Ôi, chị Tổng Duy Kiệt ơi! Có đây luôn nè. Yeah. Famous for sticky rice. Rất là ngon. Mình gọi hai xiên, bây giờ đang chờ thêm hai xiên, là 4 xiên. Rồi anh cảm ơn nhé. Thường thì xôi ăn nhé. Oh my god. Các bạn ơi, như thường lệ thì các chiến hữu ăn thịt nướng và xôi xong thì đã rời bàn rồi, và chồng mình thì ngồi để chờ mình thôi, bởi vì mình vừa mới gọi thêm một sim thịt nướng nữa ăn của mình là tổng cộng mình ăn 3 sim, chồng mình ăn 2 sim. Còn các bạn nếu mà có dịp đi đến Tú Lệ thì ghé quán xôi với lại thịt nướng ăn nhé. Thì ở đây có rất nhiều quán, nhưng mà mình ăn ở đây là do người địa phương chỉ, cho nên là mình nghĩ là quán này ngon thì kết quả là mình ăn rất là ngon. Thì mình sẽ hỏi chị chủ quán tên quán này là gì, thì rồi sau này các bạn có đi Tú Lệ, đi một căn trải thì ghé nhé. Chị ơi, quán mình tên gì? Quảng Linh. Quảng Linh. Quán Quảng Linh. À, xã Tú Lệ bán chuyên bán các loại cốm xanh nè, cốm đẹp ấy, rồi nếp Tú Lệ nè, xôi nếp Tú Lệ ăn với thịt nướng, nếu mà có dịp các bạn cứ ghé nha. Các bạn ơi, mình đã ăn xong rồi thì review về cái giá thì 5 xiên thịt nướng là 100.000, 2 đĩa xôi 20.000 nữa là 120.000, uống cái gì thêm thì trả tiền thêm nha. Tính ra rất là rẻ, hai vợ chồng ăn no nê luôn. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi qua suối nước nóng. Mình đã mua ngoài kia vài ký nếp và vài ký cốm dẹp, thì để mình đem về Sài Gòn. Ok, hẹn gặp các bạn ở suối nước nóng nha. Các bạn ơi, hai vợ chồng mình đã đi đến cái nơi gọi là hồ suối nước nóng. Thì hai vợ chồng rất là nghi ngờ. Bởi vì người ta chỉ vào đây và cái chòi đầu kia là cái chòi để tắm suối nước nóng. Thì ngay kế bên đây thì có một cái chòi vịt, nuôi vịt và phân vịt quá trời luôn. Thì mình không biết là trong cái chòi để tắm suối nước nóng kia thì nó sẽ như thế nào. Hy vọng là nó thật sự là có một cái nơi để tắm suối nước nóng, chứ không phải là một cái nơi mà kế bên cái chòi vịt như này. Và giữa ở đây là cánh đồng ha, đó cánh đồng. Ở trên kia là núi và đầu kia có một cái resort. Thì hy vọng là mình đi xem vào tới cái chỗ kia coi là có đúng tắm suối nước nóng không nha các bạn. Ở đây nó có một cái lối đi rất là đẹp, giữa hai cái bên là ruộng lúa ha. Bên trái là vịt, bên trái là vịt và bên phải cũng là vịt luôn. Bên này có vịt có gà đầy đủ luôn. Thì mình không biết là cái suối nó bắt nguồn từ cái nào, nhưng mà người ta xây ở đây giống như là một cái nơi nước nó chảy vào. Thì
Very hot? Yeah, it's, I guess. I don't know. It's a hot spring. Ôi, ấm lắm các bạn ơi. Wow, đây. Người ta nước thì nó chảy từ bên kia. Đây, nước thì nó chảy đâu từ ngoài này xong người ta dẫn vào. Đó, mình cũng không biết như thế nào người ta dẫn vào trong cái hồ này. Và trong cái hồ này người ta dẫn nước ra từ cái khoảng đó luôn, cho nước nó ra. Tại vì nếu như mà không cho nó ra thì nó sẽ tràn. Đó, thì bây giờ là xung quanh này người ta xây. Ở đây là có cái bậc để mình ngồi vào nè. Mình ngồi xuống vào đây nè để mình lấy nước nóng nè. Mình ngửi mùi nước thì nó có cái mùi khá là mùi nước tự nhiên. You will try. Cho mình sẽ ngồi thử ấy chân vào xem như thế nào thôi. À, trơn hả? It's slippery. À, ở dưới cái chỗ bậc để ngồi nó hơi trơn các bạn à. Tại vì cái này là nước thiên nhiên á, cho nên là những cái chất khoáng, những cái bùn, những cái phù sa thì nó tất nhiên là nó sẽ còn ở lại. Okay, after you will get good health. Yeah, after this trip. Yeah, drink full. Mình đang nghĩ là những cái nước ở xung quanh này nó cũng nóng nè. Nhất là cái ngoài này nó đang dẫn vào thì mình sờ xuống xem nó có nóng không nhá. Đây là nước ở ngoài thiên nhiên đây. Ở đây thì không nóng bằng nhưng mà ấm. Thật ra về việc ấm thì mình không biết là do là trời nắng hay như nào. Anh, em cho mình hỏi, nước ở đây là dẫn vào trong cái hồ này hay là nước chỗ khác? À, này là nước ao hả? Nước khoáng nhưng mà từ đâu ra? À, từ trong lòng đất này ra, cảm ơn nha. Ôi các bạn ơi, mình thật là ngu dại. Ở ngay đây, thật ra là cái nguồn nước ở ngay dưới cái khoáng này lên luôn. Đó, là ở dưới này nước khoáng người ta dẫn vào từ cái nguồn nước dưới đất này lên chứ không phải là từ cái nguồn nước bên này vào. Đó, mình hồi nãy mình sờ tay xuống rồi thấy không nóng, xong hỏi hai cái người địa phương đi ngang qua thì người ta bảo đấy chỉ là nước ao thôi. Everybody pee, that's why it's hot. Yeah. Okay, maybe. Is this what they said? They said the water, mineral water from under this place. Okay. Oh, cái này miễn phí luôn các bạn ơi, không có ai thu tiền, không có làm cái gì hết. Thật là hay. Someone forget a panty, the girl. She ran away too fast. Huh? Chồng mình nói là cô gái nào để quên cái quần slip. She ran away so fast. Rồi các bạn ơi, mình review cái hồ mình review cái hồ tắm suối nước nóng khoáng ở đây là cái mường hoa Tú Lệ. Ở Tú Lệ thì mình chỉ review sơ như vậy thôi, mình không có xuống ngâm mình hoặc là tắm bởi vì mình không có mang theo đồ thay, mà lát nữa hai vợ chồng mình phải chạy xe ở các cái triền núi đó, cho nên là rất là lạnh. Trời bây giờ là đã 4 giờ chiều rồi cho nên là trên đường về nó nhiệt độ nó sẽ xuống, và nhất là lên núi cao thì nhiệt độ nó lại thấp nữa, cho nên là hai vợ chồng mình sẽ không tắm. So how do you feel? Hot. Cái nước này nó nóng rồi các bạn à, thì nó tốt cho sức khỏe. At night, I guess it's cool. Đó, nếu như mà buổi sáng sớm hoặc là buổi tối ha, tắm thì sẽ rất là có lý. Thôi hai vợ chồng mình sẽ lên đường và đi về cái nhà nghỉ homestay rồi nha. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, hãy nhấn like, đăng ký và nhấn chuông nhé. Mê Tây Vlog xin cảm ơn.